Dự thảo nêu rõ, chi tổ chức khảo sát, xây dựng, thực hiện mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, gồm chi tiền xăng xe đi vận động của cơ quan tổ chức cấp xã, khoán 12.000 đồng một km trên cơ sở bảng số km thực tế đi vận động được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã duyệt, chi kinh phí đảm bảo công tác xây dựng, thành lập, hoạt động của mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, 20 triệu đồng một mô hình, một xã, một năm. Bên cạnh đó, chi thăm hỏi, động viên tinh thần những người có uy tín trong dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc trong tôn giáo, quần chúng nhân dân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể, thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8, không quá 2 lần một năm, mức chi không quá 500.000 đồng một người một lần đối với cơ quan cấp tỉnh, không quá 300.000 đồng một người một lần đối với cơ quan cấp huyện. Thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau, bị thương, không quá một lần một năm, mức chi không quá 1 triệu đồng một người một năm đối với cơ quan cấp tỉnh, không quá 500.000 đồng một người một năm đối với cơ quan cấp huyện. Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện theo quy định của Luật thi đua khen thưởng và Nghị định số 91 năm 2017 NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng.